Cuốn sách 3 ngày ở nước Tí Hon là một cuốn sách kỳ diệu, một chuyện thần thoại, tuy không phải là thần thoại, như có phép màu, làm cho học sinh và cả người lớn trở nên yêu toán học. Nó được nhà toán học Leo Vercin sáng tác ở Nga vào năm 1962 và từ đó đến nay nó đã được tái bản rất nhiều lần, tổng cộng hàng trăm nghìn bản, dịch sang các thứ tiếng khác nhau và trở thành sách gối đầu giường của biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong hàng triệu bạn trẻ và nhiều người trong số đó về sau sẽ trở thành các nhà khoa học, các kỹ sư, bác sĩ, thương gia, nhà quản lý. Ở Việt Nam, quyển sách này đã được Phan Tất Đắc dịch vào khoảng năm 1976 và từ đó đến nay cũng đã được tái bản một số lần. Cuốn sách lần này được dịch bởi giáo sư Nguyễn Tiến Dũng từ nguyên bản tiếng Nga. So với bản dịch cũ, bản dịch mới này nhằm đạt được một số cải tiến như dịch chính xác hơn, sát ý bản gốc hơn, đầy đủ hơn, sử dụng các thuật ngữ toán học thông dụng hơn, thêm một số chú thích ở những chỗ khó hiểu. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một tài liệu bổ ích với các em học sinh và các bậc phụ huynh. Cuốn sách được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản và phát hành tại các hiệu sách trên toàn quốc.